Chào các bạn, mình vừa pha cà phê xong. Rất vui được gặp lại các bạn ở góc thủy sinh 8m2. Chủ đề ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói về vệ sinh và chăm sóc hồ. Thay vì để dành mọi thứ rồi vệ sinh một lần, thì cách của 8m2 lại khác. Mình chia nhỏ việc ra để làm mỗi ngày, làm cuối tuần và theo tháng. Sau một thời gian, hiệu quả rất là bất ngờ. Điều mà mình cảm thấy giá trị nhất là mình thay đổi hoàn toàn cách mà mình trải nghiệm thủy sinh. Giờ mỗi sáng mình chăm mấy chiếc hồ chỉ mất 15 phút và thật sự mình rất là thích thú và thư giãn với thời gian đó. Cái lợi thứ hai, giữ hồ luôn sạch sẽ, chân kệ, phụ kiện gọn gàng. Chắc chắn là không chỉ bạn đâu mà những người trong gia đình, khách khứa bạn bè đến chơi cũng ấn tượng với chiếc hồ ngăn nắp sạch sẽ. Ngoài ra còn rất là nhiều lợi ích khác, rồi bạn sẽ sớm nhận ra thôi. Ở phần vệ sinh và chăm sóc hồ, mình chia thành 3 tập theo thứ tự sau, mỗi ngày, cuối tuần và theo tháng. Ở tập này là cách mà 8m2 chăm sóc vệ sinh hồ thủy sinh mỗi ngày. Thank you.